Trận cầu tâm điểm lượt trận thứ 3 Champions League đã chứng kiến nỗi buồn tại nhà hát của những giấc mơ dành cho chính đội chủ nhà Manchester United. Màn trình diễn xuất sắc trong hiệp 1 đã giúp Juventus đánh bại MU với tỷ số 1-0 ngay tại Old Trafford. Với chiến thắng này, Bianconeri tiếp tục vững vàng ngôi đầu bảng H với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận đấu. Về phía United, họ tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 ở bảng đấu này, vì ở trận đấu còn lại, Valencia đã bị Young Boys cầm chân với tỷ số hòa 1-1. Kết quả một số trận đấu khác, Ajax Amsterdam vượt qua Benfica với tỷ số 1-0. Hoffenheim Lyon hòa nhau trong một trận cầu có đến 6 bàn thắng. Shakhtar Donetsk trên sân nhà thất thủ 0-3 trước Man City. Real Madrid đánh bại Victoria Plzen với tỷ số 2-1. Roma nhẹ nhàng vượt qua CSKA Moscow với tỷ số 3-0. Rạng sáng mai, sân cỏ châu sẽ tiếp tục sôi động với các trận đấu còn lại ở bảng A, B, C, D. Tại bảng B, Inter đang trở lại trời Âu với phong độ cực kỳ ấn tượng và họ sẽ tiếp tục hành trình bằng chuyến làm khách đến sân của gà khổng lồ xứ Catalonia, Barcelona. Về mặt lực lượng, Radia Nainggolan chính là sự vắng mặt duy nhất bên phía Nerazzurri trong cuộc thư hùng vào đêm nay. Trong khi bên kia chiến tuyến, Barca sẽ không có được sự phục vụ của Lionel Messi khi anh dính chấn thương nặng ở khuỷu tay trong trận đấu với Sevilla. Messi cần phải mất đến 1 tháng ngồi ngoài, đồng nghĩa anh sẽ vắng mặt trong hai trận đấu gặp Inter và Real Madrid vào ngày 28 tháng 10. Trận đấu còn lại của bảng B, PSV Eindhoven sẽ tiếp đón đối thủ khó chịu Tottenham Hotspur. Chuyển sang bảng C, màn thư hùng giữa hai đại diện Ligue 1 và Serie A hứa hẹn sẽ quyết định tấm vé vào vòng knockout tại bảng đấu này. Napoli đang dẫn đầu bảng với 1 trận thắng và 1 trận hòa. Trong khi đó, thành tích của PSG là 1 thua và 1 thắng. Sức mạnh cũng đẳng cấp thực sự của đội chủ sân công viên các hoàng tử vấp phải nhiều sự nghi ngờ sau trận thua 2-3 trước Liverpool sau lượt trận đầu tiên. Trong khi đó, Napoli đã giữ sạch lưới 4 trong 5 trận gần nhất của họ. Màn thư hùng với PSG có thể trở thành một bài test khó nhằn nhất từ đầu mùa giải đến nay với thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Với những dàn hảo thủ chất lượng, một chiến thắng dành cho PSG là điều khả thi nếu các học trò của Thomas Tuchel chơi đúng sức. Sau đây là lịch thi đấu của một số trận đấu đáng chú ý khác. Dù tạm thời hạ nhiệt với chiến thắng 2-1 trước Victoria Plzen, nhưng Julen Lopetegui vẫn chịu áp lực rất lớn. Tuy vậy, theo giám đốc thể thao của Real Madrid, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn sẽ dẫn dắt Los Blancos ở trận El Clasico. Ở La Liga, Real Madrid mới chỉ có vỏn vẹn 14 điểm sau 9 vòng đấu. Với điểm số này, kênh cánh trắng hiện đang xếp thứ 7. Mặc dù vậy, họ cũng chỉ kém 4 điểm so với đội đầu bảng Barcelona. Vì vậy, trận siêu kinh điển vào cuối tuần này có ý nghĩa rất quan trọng với thầy trò Lopetegui. Nếu tiếp tục gây thất vọng, cựu huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha chắc chắn sẽ phải nhận quyết định sa thải từ Florentino Perez. Theo thông tin đã được đăng tải, Liverpool muốn đẩy Divock Origi đi ngay trong tháng giêng khi cầu thủ này không còn nằm trong kế hoạch của Jurgen Klopp. The Kop ra giá 20 triệu bảng cho bất kỳ câu lạc bộ nào muốn chiêu mộ Origi, một con số khá hợp lý. Theo Sky, Besiktas đang thương thảo với Liverpool về bản hợp đồng chơi mượn có thời hạn 2 năm, không kèm theo điều khoản mua đứt. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ muốn đưa anh về ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông và tái hợp với người đồng đội cũ Loris Karius. Nhằm tìm kiếm chân sút thay thế tiền đạo Alvaro Morata, huấn luyện viên Maurizio Sarri của Chelsea nhắm hai họng súng của Serie A là Mauro Icardi và Christoph Piatek. Chelsea lúc này đang có hai tiền đạo cắm là Olivier Giroud và Alvaro Morata, nhưng họ đều không thực sự đáp ứng được những yêu cầu của Sarri. Chính vì thế, ban lãnh đạo đội bóng đang cân nhắc tăng cường sức mạnh cho hàng công ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông. Icardi là mục tiêu hàng đầu của câu lạc bộ, nhưng thương vụ này là không hề khả thi chút nào. Chân sút Argentina có mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 97,5 triệu bảng. Mục tiêu khả dĩ hơn với Chelsea lúc này có lẽ là Piatek. Tân binh đang làm mưa làm gió tại đấu trường Serie A. Chân sút của đội tuyển Ba Lan, người được ví von là Robert Lewandowski mới. Anh vừa chuyển đến Genoa từ Cracovia với giá chỉ 3,5 triệu bảng, nhưng hiện đã có 9 bàn thắng tại Serie A, dẫn đầu danh sách vượt phá lưới. Tại vòng chung kết U19 châu Á 2018, Fuzelov Zijovutin đã bị đối thủ chơi bóng rất thô bạo dẫn đến bị gãy gập chân. Cụ thể, sự cố rùng rợn này sẽ ra vào những phút cuối cùng của trận U19 Tajikistan hòa U19 Malaysia 2-2 thuộc bảng D vòng chung kết U19 châu Á 2018. Phút 83, Nabil Hakim Bokhari bên phía U19 Malaysia đã có một cú đá rất thô bạo thẳng vào chân của Fuzelov. Cú đá nguy hiểm này khiến cho chân của Fuzelov bị gãy gập. Ngay lập tức, Nabil Hakim Bokhari bị đuổi khỏi sân, còn Fuzelov Ziovudin được đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Đây là chấn thương vô cùng nghiêm trọng và có thể ảnh hưởng đến cả sự nghiệp của cầu thủ trẻ bên phía U19 Tajikistan. Ở bảng đấu này, trận hòa 2-2 trước đội bóng của Đông Nam Á giúp U19 Tajikistan vẫn nắm lợi thế đi tiếp. Nếu không thể thắng Ả Rập Saudi ở lượt trận cuối cùng, Tajikistan vẫn sẽ giành vé vào tứ kết. Ngay cả để thua U19 Ả Rập Saudi, U19 Tajikistan vẫn giành quyền đi tiếp nếu như U19 Malaysia không thể vượt qua được Trung Quốc ở lượt đấu cuối cùng.